Ở đỏ đây luôn. Ở đỏ đây hả? Ở đỏ ở đâu? Bên đây hả? Bên đây. Cổ đám cổ hả? Hết gà rồi hả? Con ơi hết gà rồi. Hết gà. Hết đồ ăn rồi chứ không phải là rồi. Coi vậy. Mọi người ơi, hồi nãy thấy ở đằng kia hết rồi mà chị Vy định quay clip luôn á. Lỗi, hôm nay chị Vy đáng xong, chị đáng yêu. Nghe mùi đã chảy nước miếng rồi, chị Vy sẽ mời mọi người một cặm chiếc miếng. Nè, xin chào các con. Kêu tương ớ, tương cà nữa. Sao mà nhiều vậy? Sướng vậy. Như là công chúa Tử Hoàng vậy. Mọi người xin mời mọi người ăn nha. Chị cho coi thử nha. Ta hết gà rồi. Tới mà ta hết gà rồi. Phải ăn đỡ cái chỗ này. Chỗ này thì mình ăn nhiều rồi. Nhưng mà cái autoke mình chưa ăn lần nào. Muốn ăn thử autoke một lần. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Chúc mọi người ăn ngon miệng chứ. Đây nó không mọi người.